Mến chào bạn đọc của báo điện tử Dân Trí, chào mừng bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục 3 phút cùng luật sư. Bạn đọc thân mến, cho vay mượn tiền là một cái hành vi mà tiềm ẩn trong đó rất là nhiều những cái nguy cơ cho cả người đi vay và cả người cho vay. Ở số trước của chuyên mục 3 phút cùng luật sư thì Như Quỳnh cũng đã có chia sẻ với mọi người về cái chủ đề là nếu mà chúng ta cho vay thì chúng ta có thể bị quỵt nợ bất cứ khi nào, mà thậm chí là nếu như chúng ta cho vay với lãi suất quá cao hoặc là đòi nợ một cách không đúng thì cũng có thể là khiến cho bản thân người đi cho vay tiền vướng vào vòng lao lý. Và ngày hôm nay thì Như Quỳnh muốn bàn thêm với bạn đọc của Điện tử Dân Trí về vấn đề này. Và ngày hôm nay thì Như Quỳnh muốn trao đổi thêm với bạn đọc của báo Điện tử Dân Trí về vấn đề này và chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với chuyên viên tư vấn pháp luật, luật gia Tạ Quốc Dũng để ngày luật gia chia sẻ nhiều hơn nhé. Mến chào luật gia. Chào Như Quỳnh, chào quý bạn đọc của Điện tử Dân Trí. Giống như nãy giờ Như Quỳnh cũng đã có chia sẻ thì người cho vay hoặc là cho mượn tiền ngoài cái việc là bị quỵt nợ ra thì cũng có thể là vi phạm pháp luật về những cái hành vi không đúng của mình. Và cái câu đầu tiên mình Quỳnh muốn hỏi luật gia đó chính là mình cho vay tiền với cái mức lãi suất bao nhiêu thì sẽ bị cấu thành tội là cho vay nặng lãi, và nếu như mà đã bị xét là cho vay nặng lãi thì cái khung hình phạt dành cho hành vi này sẽ là như thế nào ạ? Đầu tiên theo quy định của Bộ luật Dân sự thì mức lãi suất cao nhất cho vay hiện nay thì là 20% một năm. Vậy thì cái mức lãi suất trên lệch là bao nhiêu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Thì theo quy định tại điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự, có nghĩa là gấp 5 lần so với 20% trên một năm, thì có thể, mà tùy vào số tiền thu lợi bất chính thì có thể khép vào tội điều 201 với mức hình phạt có thể là phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc có thậm chí có thể là phạt tù. Vậy theo luật gia chia sẻ thì nếu như mà chúng ta cho vay với cái lãi suất cao hơn mức quy định thì có thể là vi phạm pháp luật rồi. Nhưng mà Như Quỳnh muốn hỏi luật sư một cái vấn đề nữa, đó là sau khi nếu như mà chúng ta đã bị xét là cho vay nặng lãi và sau khi chúng ta đã chịu những cái hình phạt về cái tội là cho vay nặng lãi rồi thì cái người cho vay đó có quyền đòi lại cái phần tiền gốc mà mình đã cho vay hay không ạ? Thưa Quỳnh, thưa quý bạn đọc báo Điện tử Dân Trí, thì như tôi đã đề cập ở trên thì chúng ta sẽ căn cứ vào số tiền thu lợi bất chính mà người đó thu về từ số tiền lãi vay thì là yếu tố cấu thành tội cho vay nặng lãi. Vậy thì căn cứ vào đó thì số tiền gốc sẽ là số tiền không liên quan trong việc này. Thì nếu như vậy thì dù có bị buộc tội về tội cho vay nặng lãi thì lúc này người cho vay vẫn có thể thu hồi được số tiền gốc, thậm chí có cả về số tiền lãi mà nằm trong khung pháp luật quy định. Còn số tiền trên lệch quá thì lúc này chúng ta gọi là số tiền thu lợi bất chính, thì số tiền này chúng ta không được thu. Nãy giờ thì chúng ta đã bàn về cái vấn đề là cho vay mà với lãi suất cao thì sẽ bị khép vào tội là cho vay nặng lãi. Nhưng mà ngoài cái việc là cho vay nặng lãi thì Như Quỳnh cũng muốn thắc mắc một chút là nếu như mà chúng ta cho vay một cách bình thường, đúng pháp luật, đúng với cái lãi suất theo quy định của pháp luật, nhưng mà mình cho cái người vay tiền vay một cái số tiền và cái người vay tiền đó lại dùng cái số tiền đó để làm những cái việc vi phạm pháp luật, thì trong cái trường hợp này người cho vay có bị liên đới và phải chịu trách nhiệm gì về hình sự không ạ? Trong cái ví dụ mà Như Quỳnh đưa ra thì chúng ta cần phân biệt là ví dụ như trường hợp thứ nhất, thì trong trường hợp mà người cho vay không biết được cái hành vi của người đi vay sẽ dùng số tiền đó vào mục đích gì, hay nói cách khác là có thể là người đi vay trình bày một mục đích này nhưng lại sử dụng một mục đích khác mà mục đích khác lại vi phạm pháp luật, thì lúc này người cho vay không cần phải chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp này. Còn nếu ngược lại, trong trường hợp ngay từ ban đầu người cho vay biết rõ mục đích hành vi và cái việc sử dụng số tiền này vào cái hành vi vi phạm pháp luật và thu lợi bất chính, thì lúc này người đi vay và người cho vay có thể phải liên đới chịu trách nhiệm khi mà người đi vay bị khép vào một cái tội nào đó trong bộ luật hình sự. Và đọc thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi của luật gia Tạ Quốc Dũng thì có thể thấy là cái việc cho vay hoặc là mượn tiền nó cũng rất là tiềm ẩn nhiều nguy cơ, cho nên là bạn đọc cần phải chú ý để mà chúng ta cho vay tiền với một cái hình thức là đúng với pháp luật và không để bản thân phải vướng vào vòng lao lý. Một lần nữa Như Quỳnh rất cảm ơn luật gia Tạ Quốc Dũng vì đã tham gia cùng với chương trình 3 phút cùng luật sư. Cảm ơn Như Quỳnh, cảm ơn quý bạn đọc của Điện tử Dân Trí.